Chào mừng các bạn đến với video giới thiệu sản phẩm đặc biệt của chúng tôi, bình dán chung họa tiết hoa hậu Nguyệt Viên. Hãy cùng khám phá vẻ đẹp tinh tế và ý nghĩa phong thủy sâu sắc của tác phẩm nghệ thuật độc đáo này. Bình dán chung họa tiết hoa hậu Nguyệt Viên là một sản phẩm thủ công gốm sứ cao cấp được tạo ra từ bàn tay tài hoa của những nghệ nhân lành nghề. Đây không chỉ là một bình hoa thông thường mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa và thẩm mỹ. Mời các bạn xem clip thực tế của sản phẩm. Sản phẩm được làm từ gốm sứ cao cấp đã qua quy trình nung ở nhiệt độ cao, đảm bảo độ bền và sắc nét cho từng chi tiết. Bình có thiết kế dáng chuông truyền thống, mang đến sự thanh thoát và duyên dáng. Điểm nhấn của sản phẩm là họa tiết hoa hậu Nguyệt Viên được vẽ tay tỉ mỉ với những đường nét tinh tế. Hoa hậu tượng trưng cho sự hài hòa, còn Nguyệt Viên biểu trưng cho sự viên mãn. Tròn đầy bình dáng chung họa tiết hoa hậu Nguyệt Viên không chỉ là một vật trang trí đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Họa tiết hoa hậu thể hiện sự hài hòa trong cuộc sống, mang lại may mắn và bình an. Nguyệt Viên tượng trưng cho sự đoàn tụ, viên mãn, mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho gia đình. Sản phẩm này thích hợp để trang trí trong nhiều không gian khác nhau như phòng khách, phòng làm việc hoặc sảnh đón khách. Bình dáng chung họa tiết hoa hậu Nguyệt Viên có thể được sử dụng như một bình cắm hoa hoặc đơn giản là một tác phẩm nghệ thuật để trưng bày, tạo điểm nhấn cho không gian sống. Bình dáng chung họa tiết hoa hậu Nguyệt Viên là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và phong thủy, mang lại vẻ đẹp thanh lịch và ý nghĩa sâu sắc cho không gian sống của bạn. Sản phẩm không chỉ thể hiện sự tinh tế trong thiết kế mà còn mang đậm giá trị văn hóa, là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự hoàn mỹ và ý nghĩa trong từng chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng sản phẩm bình dáng chung họa tiết hoa hậu Nguyệt Viên sẽ mang đến sự hài hòa và viên mãn cho không gian sống của bạn. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.